Xin chào mọi người đã đến với Luật Sư X. Sắp tới đây, ngày 1 tháng 7 năm 2012, thì ngoài lương ra, cán bộ, công chức, viên chức còn có thể được hưởng thêm 7 khoản phụ cấp sau đây. Thứ nhất đó chính là phụ cấp kiêm nhiệm, được áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức vụ lãnh đạo tại một cơ quan mà được bổ nhiệm hay là được bầu để kiêm nhiệm thêm một chức vụ lãnh đạo đứng đầu một cơ quan khác. Thứ hai đó chính là phụ cấp thâm niên vượt khung. Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi đã đạt tới bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ yên tâm làm việc tích lũy và phát huy những kiến thức và kinh nghiệm công tác để tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ chức trách được giao. Và mức phụ cấp thâm niên vượt khung này thì bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng. Thứ ba đó chính là phụ cấp khu vực, được áp dụng đối với những đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi hẻo lánh có khí hậu xấu, như là đối với các giáo viên đang công tác tại các vùng địa bàn xa xôi. Thứ tư đó chính là phụ cấp công việc, có hai trường hợp để được hưởng phụ cấp này như sau. Thứ nhất là những người đang làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc là đảm nhiệm công tác quản lý nhưng mà không thuộc chức danh lãnh đạo thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc như là quản đốc hay là đốc công, hoặc là công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn so với trách nhiệm đã tính trong mức lương của thang lương, bảng lương như là thủ quỹ, thủ kho hay là kiểm ngân. Thứ năm đó chính là phụ cấp lưu động, được áp dụng cho những người thường xuyên phải thay đổi địa điểm làm việc cũng như nơi ở. Đó chính là những người như là người kiểm lâm rừng hay là đo đạc khí tượng thủy văn hay là tìm kiếm khoáng sản. Tiếp theo đó chính là phụ cấp theo nghề. Đây là một khoản trợ cấp mà người lao động sẽ nhận được hàng tháng bên cạnh mức lương cơ bản, được gộp từ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại nguy hiểm. Theo quy định thì chỉ những chức danh được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành tòa án, kiểm sát, thanh tra và một số chức danh tư pháp khác thì mới được hưởng. Cuối cùng thì đó chính là phụ cấp công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn. Loại phụ cấp này thì được gộp từ phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm tại những nơi có điều kiện kinh tế xã hội vô cùng khó khăn. Vậy thì bạn có thuộc một trong những đối tượng được hưởng các khoản phụ cấp trên hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới để chúng mình cùng biết nhé! Và nếu như các bạn có nhu cầu giải quyết các thắc mắc pháp lý có liên quan thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi với số điện thoại đang được hiển thị ngay trên màn hình. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đón xem video này. Nếu như mọi người thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật Sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.